Chào mừng lễ hội Xuân Ngoạ Vân năm 2023, sáng ngày 29 tháng 1, câu lạc bộ xe đạp thể thao Đệ Tứ Chiến khu Đông Triều đã phối hợp với các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh tổ chức đạp xe diễu hành quảng bá du lịch Đông Triều, hành trình về miền di sản Thánh địa Phật giáo Trúc Lâm. Tới dự chương trình có đồng chí Đỗ Thị Hà, Thị ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã. Ông Phạm Quốc Việt, Chủ tịch Liên đoàn Mô tô và Xe đạp Thể thao Quảng Ninh, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã, lãnh đạo Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã, các đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Mô tô và Xe đạp Thể thao Quảng Ninh. Chương trình đạp xe diễu hành quảng bá du lịch Đông Triều đã thu hút khoảng 350 vận động viên là các thành viên đến từ câu lạc bộ xe đạp thể thao Đệ Tứ Chiến khu Đông Triều và các câu lạc bộ trong ngoài tỉnh lân cận đến từ phường Mậu Khê, thị xã Đông Triều, thành phố Uông Bí, thành phố Hạ Long, thành phố Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh, thị xã Kinh Môn của tỉnh Hải Dương, tỉnh Bắc Ninh, thành phố Hải Phòng và thành phố Hà Nội, cùng đông đảo khán giả đến cổ vũ động viên. Theo đó, các vận động viên đã đạp xe diễu hành bắt đầu xuất phát từ cổng khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt Nhà Trần tại Đông Triều, rồi đi qua các điểm di tích gồm đền An Sinh, chùa Trung Tiết, Thái Miếu Nhà Trần, Thái Lăng, sân ga cáp treo Ngoạ Vân. Sau đó, đoàn đã diễu hành ngược trở về điểm xuất phát. Ngoài ra, trong khuôn khổ của chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa như dâng hương tại các điểm di tích mà đoàn đạp xe diễu hành qua, trao nhận quyết định về việc công nhận câu lạc bộ xe đạp thể thao Đệ Tứ Chiến khu Đông Triều là thành viên của Liên đoàn Mô tô và Xe đạp Thể thao Quảng Ninh, trao xe đạp cho 8 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Đông Triều với trị giá mỗi chiếc xe là 1,5 triệu đồng. Thông qua chương trình đã góp phần giới thiệu quảng bá hình ảnh sâu rộng đến nhân dân và du khách trong ngoài tỉnh biết đến du lịch tâm linh về miền di sản văn hóa Nhà Trần tại Đông Triều nói chung và lễ hội Xuân Ngoạ Vân nói riêng, nâng cao nhận thức xây dựng thói quen cho cộng đồng về giao thông xanh, bảo vệ môi trường. Từ việc thúc đẩy hoạt động du lịch, lưu trú trên địa bàn nói trên sẽ góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.